Tối ngày hôm qua 3 tháng 2, thì Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ lần thứ 67, đồng thời nhìn lại mối quan hệ hữu nghị Việt-Ấn với hành trình hợp tác, phát triển trên mọi lĩnh vực trong năm 2015 và đề ra các kế hoạch tương lai. Tôi rất vinh dự được chào đón toàn thể quý vị quan khách đến tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 67 của Ấn Độ 26 tháng 1 1950, 26 tháng 1 2016, đánh dấu Ngày Hiến pháp Ấn Độ có hiệu lực. Đó cũng là cột mốc của quá trình củng cố về mặt chính trị, kinh tế và xã hội của Ấn Độ. Cũng nhân dịp này, đại diện Ấn Độ còn khẳng định, ngoài mối quan hệ chính trị tốt đẹp đang được duy trì, cả hai nước Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy quan hệ trong thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế trong thời gian tới. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước hiện đã đạt mức 9 tỷ đô la Mỹ và Ấn Độ mong muốn sẽ nâng lên 15 tỷ đô la Mỹ trước năm 2020. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có một số dự án tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2007, quan hệ hai nước ngày càng thắt chặt và phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về văn hóa, thương mại và đầu tư các ngành dệt may, dược phẩm, điện, dầu mỏ và khí tự nhiên. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ấn Độ mong muốn sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực được thành phố chú trọng phát triển và cũng là thế mạnh của Ấn Độ. Chúc mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ cũng như bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm hợp tác từ phía Ấn Độ, đại diện thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Ấn Độ là những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam trong cả thời chiến lẫn thời bình. Đối với đất nước chúng tôi, Ấn Độ luôn là người bạn thân thiết từ những năm tháng khó khăn trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây đến công cuộc phát triển đất nước ngày hôm nay. Mối quan hệ đó được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Giờ đây ngày càng trở nên gắn bó bởi sự song trùng về lợi ích chiến lược, vì an ninh thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.